Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream của thẩm mỹ viện chúng tôi ngày hôm nay và tiếp tục những câu chuyện về phẫu thuật thẩm mỹ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô bé đã được ekip bác sĩ tại thẩm mỹ viện lột xác hoàn toàn. Mọi người có thể là dung vào hình ảnh trước của cô bé. Sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Bác sẽ phân tích sơ qua cho chúng ta về hình ảnh trước phẫu thuật của bạn nữ ngày hôm nay. Xin mời bác ạ. Xin chào các bạn. Đây bác sĩ muốn giới thiệu với các bạn hình ảnh của khách hàng của chúng tôi trước khi mà họ phẫu thuật thẩm mỹ về mắt và mũi. Cái đôi mắt này các bạn thấy điều đầu tiên là khi mà nhìn và chúng ta thấy cái mắt của khách hàng đây rất là trũng sâu, hai cái vùng này rất là trũng sâu, hai cái vùng này của khách hàng thiếu mỡ. Cái điều thứ hai, các bạn có thể thấy là cái nếp mí ở bên này rất là to, to và nó quặp đi xuống, nhìn nó buồn. Bên này thì nếp mí nó nhỏ hơn, nó cũng quặp đi xuống, cái hình dáng nó chưa đẹp. Cái thứ ba nữa, các bạn thấy là cái mí, hai cái mắt thì cái mắt này mở bình thường. Cái mắt này thì nó hơi buồn buồn, nó hơi khó mở một tí xíu. Thì cái này là do cái cơ nâng mi ở bên trong nó bị yếu. Thì đây là đôi mắt của khách hàng trước khi làm phẫu thuật. Và bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái tỷ lệ chiều dài của chiếc của mắt thì chiều dài của chiếc mắt này hơi ngắn. Cái khoảng da này rất là xa nhau. Thì cái tỷ lệ chiều dài mắt như vậy thì nó cũng chưa có cân đối, chưa có đẹp. Về tiếp theo là chúng ta phân tích về cái mũi. Đối với chiếc mũi này thì chúng ta thấy là chiếc mũi sống mũi của khách hàng là trũng, tẹt thấp. Đây. Cái hình ảnh nghiêng này các bạn sẽ thấy rõ ha. Đây. Mũi khách hàng trũng tẹt thấp ha. Cái thứ hai nữa là cái mũi khách hàng hơi ngắn và hết lên. Và bên cạnh đó thì cái đầu mũi của khách hàng khá là thô, cái đầu mũi khá là thô. Bên cạnh đó thì với cái hình ảnh dưới lên này chúng ta thấy hai cái đầu mũi đây là hình hạt đậu ha, nó chưa phải hình hạt chanh đẹp ha. Cái thứ và cái trụ mũi này nó tương đối ngắn, cánh mũi thì nó cong vòng ha, nó chưa có đẹp. Đó là cái hình ảnh của khách hàng trước khi mà phẫu thuật. Vâng ạ, cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh. Và không biết là với một khuôn mặt như thế này thì các bác sĩ ekip nhà chúng ta đã thay đổi và đã tạo ra một khuôn mặt như thế nào, không biết là quý khách hàng có tò mò không ạ? Bây giờ chúng ta xin mời quay phim, chúng ta sẽ dung cận cảnh để cùng trò chuyện với cô bé sau bao nhiêu ngày em? Xin chào em. Được 11 ngày. 11 ngày, một khuôn mặt hoàn toàn khác đúng không ạ? Chúng ta có thể dung cận đôi mắt. Theo như bác sĩ phân tích thì bé đã làm dịch vụ là nhân mí vĩnh viễn, tái tạo mỡ và mũi ép lai cấu trúc sau 11 ngày. Em cảm thấy diện mạo mới của mình như thế nào em? Khác như thế nào? Em có thể tự cảm nhận bản thân là mình đẹp hơn hay là như thế nào? Mình đẹp hơn. Rất là tự tin, rất là đẹp. Em có thể chia sẻ cho mọi người được biết là từ lúc nào mà em có ý định là mình phải thay đổi khuôn mặt của mình? Từ lúc em học lớp 11, em thấy nhiều người, nhà em nhiều người đi nâng mũi, thấy nên em thấy thích. Và năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 18. Là sau gần hơn một năm, gần 2 năm đúng không? Chờ đợi để đủ tuổi để đi thay đổi khuôn mặt của mình. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Trịnh Văn Minh để bác có thể phân tích một lần nữa hình ảnh trước và sau phẫu thuật của bạn. Cái hình ảnh này các bạn có thể thấy ha, đây vị khách hàng chúng ta sau phẫu thuật thì chúng ta thấy là cái thứ nhất là cái mắt trái của khách hàng, cái mắt phải của khách hàng ha, bây giờ không có còn buồn nữa. Chúng tôi đã chỉnh lại, chỉnh cái cơ nâng mi ở bên trong thì bây giờ cái hai mắt của khách hàng nhìn đồng đều, không còn hơi mở nhỏ và buồn như vậy nữa. Cái thứ hai, đây là một cái kỹ thuật rất là khó ha, mà hầu như là rất ít nơi có thể làm được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đã tiến hành bấm mí bệnh viện cho cô bé để có một cái đôi mắt, một cái mí mắt rất là đẹp ha. Bây giờ sau khi bấm mí thì cái cảm giác
của cái đôi mắt khách hàng nhìn nó tươi vui, nhìn có hồn hơn. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi đã tiến hành là tái tạo mỡ cho khách hàng, thì đã làm những cái vùng này nó đầy đặn lên. Những cái vùng bên trong này lúc trước thì nó bị trụng, nó hót, nhìn nó xấu. À, bây giờ nó đã đầy đặn lên, nhìn khách hàng được trẻ ra. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiến hành là làm cho mắt của khách hàng dài ra. Bây giờ các bạn thấy là chiếc mắt của khách hàng dài ra, nó tương đối là cân đối hơn so với hồi trước. Chiều dài của đôi mắt dài ra, nhìn cân đối nó đẹp hơn. Bây giờ nói về chiếc mũi của khách hàng, thì sau khi làm bây giờ các bạn ở cái góc nghiêng bạn thấy là sống mũi của khách hàng đã được nâng cao rồi, nâng cao rồi, bắt đầu từ đây không còn trụng thấp như trước kia. Cái thứ hai nữa là chiếc mũi của khách hàng đã được kéo dài ra và nâng cao lên, không còn ngắn hết như trước kia. Đây. Và cái góc mũi môi này là tầm 95 độ, cái góc mũi môi rất là đẹp ha. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái đầu mũi của khách hàng bây giờ đã thon gọn hơn. Lúc trước thì to bè, bây giờ thì đầu mũi thon gọn hơn. Em có thể ngước lên thì... Rồi sau 10 ngày thì chúng ta thấy cái tháp mũi ha, hình chữ E cân đối rất là đẹp. Và lỗ mũi của khách hàng hình hạt chanh ha. Dáng rất là đẹp. Và sau này khi mà làm thì hầu như là không có sẹo xíu gì ha. Bây giờ thì các bạn có thể thấy một cái đường mờ hơi thâm thâm tí xíu, nhưng mà sau này sẽ hết nhé. Okay. Đây là cái kỹ thuật mà chúng tôi thực hiện là dịch vụ mũi S-Line cấu trúc. Chúng tôi lấy sụn tai và sụn vách ngang để dần cái mũi, cái đầu mũi hoàn toàn tự thân cho bạn. Thì đây là chiếc mũi mà sẽ rất là tự nhiên, và sau đó thì các bạn có thể va chạm mà không có ảnh hưởng gì tới chiếc mũi, và chiếc mũi này được bảo hành bệnh viện. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Minh. Và chúng ta có thể zoom lại cận đôi mắt của bạn. Em nhắm mắt lại giùm chị được không? Đây là một cái đường mí rất là đẹp, hầu như là không có sẹo sau 11 ngày. Em mở mắt giùm chị ha, cười tươi nè. Thật sự là so với đôi mắt cũ và buồn thì rất là thay đổi. Em có thể chia sẻ cho chị được biết là với tâm lý của một cô bé vừa mới tốt nghiệp xong mà leo lên bàn mổ mà thực hiện một lúc hai dịch vụ như vậy thì em có sợ gì không? Dạ. Vì sao? Em có thể chia sẻ cho chị được biết không? Tại em chờ lâu lắm rồi. Vâng ạ, chờ rất là lâu để mà được đủ tuổi để mà thay đổi cái khuôn mặt rất là buồn của mình. Và ngày hôm nay thì bé rất là tươi vui, rất là hạnh phúc với diện mạo mà ekip bác sĩ Hồng Mỹ Viện đã mang lại. Một lần nữa chúng ta xin được cảm ơn bác sĩ Trịnh Văn Minh cũng như là bạn nữ đã đến với buổi livestream ngày hôm nay. Chúng ta xin chào mọi người đi ạ. Xin chào các bạn.